Thế thì sao đâu? Các bạn thì em nhìn rồi em ra bốc bông cho em à? Thế là sao hôm nay? Anh ấy thêm mở một thằng xe lơ bộng dân lên cao cách. Có ông dân thu hốc, thu hốc. Ông có số 8 nó vừa ra, có ông dân nó vừa ra, có ông dân nó vừa ra. Đúng. Làm có 5 thằng thì thiếu em một thằng rất dở hơn. Vì đó thì ảnh anh khi làm ngồi chơi. Thank you.
xe nữa. Nhưng mà tông này mà 51 khối. Ừ, có thể 51 khối thì đéo cần. Hai xe thì đéo cần được đâu. Hai xe là 51 khối chứ không phải tông này 51 khối. Thì em đang lo này trống. Hai xe đi lên. Nếu mà không có mưa mình sẽ ăn lên. Cái này phải dùng cách này thì mới ấy được nhỉ anh nhỉ? Bắt buộc là phải có cái này vào. Để ra trên hàng anh em. Để ra trên hàng anh. Để ra trên đường anh cũng đã luôn bông rồi. Mệt lắm, vất vả phết đấy. Mệt quá. Vâng, cứ lên xuống này vất vả nhỉ. Lên xuống mà thấy lên xuống bao giờ.